Kính chào quý vị và các bác. Rất hân hạnh hôm nay Đồng Hồ Vang Vọng xin được giới thiệu và gửi đến các bác một số hình ảnh nho nhỏ của Đồng Hồ Vang Vọng có trụ sở tại Hà Nội. Nơi đây em luôn được mong muốn giao lưu, chia sẻ với các bác với những chiếc đồng hồ cổ, những âm thanh mà những chiếc đồng hồ mang lại với những cái khoảnh khắc thật đặc biệt. Thật đặc biệt hơn nữa là chúng em còn giao lưu với các bác những cái món đồ của người châu Âu kiến tạo nên. Đồ đồng, đồ tượng hay là những chiếc đèn cổ. Nó mang rất nhiều điều ý nghĩa khi chúng ta sử dụng các bác ạ. Quá đặc biệt. Từ những chiếc đồng hồ có giá trị cao, giá trị thấp thì bên cửa hàng Đồng Hồ Vang Vọng luôn luôn sẵn có để được phục vụ đến các bác nhằm thỏa mãn các cái nhu cầu sở hữu và sưu tầm của các bác. Đặc biệt hôm nay Vang Vọng em xin được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ của người Thụy Sĩ sản xuất. Đó là chiếc đồng hồ Bâu như trước mắt các bác đang nhìn đây. Đây là chiếc đồng hồ Bâu, một cái thiết kế rất đặc biệt các bác ạ. Chiều dài của chiếc đồng hồ này là 62cm các bác nhé. Từ trên xuống dưới 62cm. Chiều rộng là 26cm. Một cái con số nó đã nói lên một cái gì đấy rất ấn tượng và ý nghĩa phải không các bác? Với các cái chất liệu người ta làm hoàn toàn bằng gỗ các bác nhé. Và sơn lên một là cái lớp sơn nó rất là đẹp. Đó là sơn nó sần như này các bạn, nó sần rất là đặc biệt. Các cái liềng vàng như thế này. Đặc biệt là cái mặt số này các bác ạ. Cái mặt số với một cái kính mo này. Mặt số kính mo. Kính mo các bác nhé. Và mặt số men này, mặt men này. Kim mạ vàng. Kim mạ vàng các bác ạ. Quá đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc đồng hồ này mang cho mình một cái bộ máy rất là lớn. Rất ấn tượng. Từ những cái chìa khóa người ta làm rất tinh tế như này các bác ạ. Thật đặc biệt. Và đương nhiên rồi, Vang Vọng thì luôn luôn bán một cái sản phẩm nào đó, giao lưu một cái sản phẩm nào đến đi các bác. Thì chúng em luôn luôn có một cái phiếu bảo hành như thế này. Để cho các bác khi giao lưu với chúng em thì hoàn toàn yên tâm rằng là chúng em bảo hành cho các bác nguyên zin, rồi bảo hành kỹ thuật rất là chu đáo. Để các bác yên tâm chơi. Đẹp không các bác? Một chiếc Bâu quá đẹp. Rất xứng đáng để chúng ta có thể sưu tầm và trang trí nơi trang trọng nhất trong gia đình nhà mình. Quá đặc biệt. Bộ máy lớn đưa đến một cái âm thanh rất là hay. Nhắc nhớ cho các bác qua mỗi 30 phút một lần. Với các cái tiếng chuông rất ấn tượng. Và bây giờ em xin được test tiếng chuông. Để các bác thẩm âm ra nào cái đồng hồ này sẽ đưa đến cho chúng ta một cái âm thanh như thế nào. Xin mời các bác cùng em thẩm âm. Đấy là đánh điểm giờ đấy các bác ạ. Và bây giờ em xin cho điểm 30 phút. Riêng điểm 30 phút thì có tiếng bính bong các bác nhé. Rất ấn tượng. Vì thế mà khi các bác nghe là các bác biết ngay nó vào cái thời khắc nào. Nửa tiếng hay là điểm theo giờ thì các bác biết ngay. Bây giờ em xin được mở đằng sau để các bác nhìn bộ máy. Rất đẹp luôn. Rất đẹp cho một bộ máy hoàn hảo của một chiếc Bâu Thụy Sĩ. Đây các bác ạ. Các bác chỉ cần bật nhẹ cái nắp này ra, nó có bốn cái khiếc như này. Bốn cái khiếc như này. Là các bác nhìn thấy ngay bộ máy rất lớn phòng các bác. Một bộ máy quá ấn tượng do người Thụy Sĩ sản xuất. Quá đặc biệt luôn. Hoàn toàn với chất liệu đồng. Những chiếc này thì các bác có thể sưu tầm và sở hữu, truyền lại cho rất nhiều đời sau vẫn có thể tồn tại được.
quá đẹp. Bởi vì chiếc này em tìm hiểu thì nó cũng đã có hàng mấy chục năm rồi, nhưng còn đẹp như thế này đây các bác. Rất hân hạnh, rất hân hạnh được mời các bác đến với cửa hàng đồng hồ Vang Vọng để nơi đây chúng em có thể giao lưu với các bác. Đến đây em xin được chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.